Hôm nay cả nhà đi xe đạp, hai con kia thì nó đi xe điện, hai thằng già thì phải dẫn đầu. Xe đạp để trong kho nhiều năm giờ mới đem ra nè, vừa bánh xe lại. Đây, chị ấy tranh đua với bọn trẻ. Đây, em quay nguyên cái outfit của chị cho. Hello, mọi người ơi. Trước tiên cho xích lại thằng bé ơi. Camera đàm hay đi sao quá rồi. Trước tiên cho Thảo gửi lời chào chân thành tất cả mọi người nha. Chúc cả nhà mình có một mùa hè còn những ngày hè đó thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Có đầy đủ sự bình an nha trong cuộc sống nữa. Bây giờ gia đình Thảo sẽ ở gì băng đảng chứ với gia đình. Băng đảng của nhà Thảo mới vừa gì kêu là gì? Mới vừa làm một cái trang mà kêu là Trang ấy, trang sóng gió. Bây giờ mình sẽ đi. Tôi cần la lớn của trang gì không? Trang ấy, mình sẽ đi lên gì siêu thị hả? Siêu thị gần nhà. Trung tâm mua sắm gần nhà. Bây giờ độ xuống chế rồi xe đạp cũng ngồi bà con thấy không? Em cho hỏi mình. Xe lại rồi bà con ơi. Trời ơi, mạnh cũng dài đó. Cầm lại nha. Kim em lấy cái giỏ sách cho chị đi, kiếm lấy trong đó đi. Đấy, cầm lại bà con ơi. Đi xuyên te đây. Bây giờ đổ một hồi hộp, lẻ một hồi con luôn. Đó, phải đọc không nha. Đây, quân sĩ mình vô. 19 đồng. Để thử đi. Thử có gì mua cho biết ăn, biết phái thằng đó không biết phải à. Đây mọi người ơi. Đây mọi người ơi. Không. Anh cho em đi. Em đang cần luôn á. Nóng rồi mọi người. Sao vậy? Chưa, đổ mồ hôi nè mọi người, coi mồ hôi nè. Thấy ghê chưa? Trời ơi. Em uống cà phê, em uống nước juice đi. Đó, em uống juice đi, ăn bánh mì. Smoothie. Đây. Ăn bánh ngọt đi bà con ơi. Bánh ngọt đây, bánh mì đây. Ăn gì bay? Mì mè cái gì? Tôi thấy cái ổ mì tôi thấy nó quá bự quá vậy. Đó, có cái này là bự nhỏ nè, nhưng mà cái này nhỏ nhất. Vậy thôi mình chia đi, chia đi. Vậy mua hai cái chia ba. Này nó có chia sẵn nè. Không, cái chia sẵn lại nó không ngon. Mình đặt cái mình trước kia bà con. Đây là cái tiệm. Hôm nay ngồi cà phê đó, rất là dễ thương. Đó ăn hà đó. Giờ bên này ăn gì? Đây mọi người ơi, anh này anh làm trước rồi, anh đói anh làm trước rồi. Đạp xe đạp sáng về. Không chờ. Em cứ cắt thoải mái. Cắt đi.
Ê, em tưởng là nó nướng, nó giòn. Cái này nó nướng nè, sao cái này nó không nướng, đang để mình nhờ nướng giùm. Hay là để tao lại kêu nó nướng, mày ngưng đi, kêu nó nướng đi nha. Quay cho nó đẹp hả? À, cái hướng này nó không đẹp lắm. Thế là bằng đảng nhà em đã no sai. Ngồi chèm bẹp luôn rồi bà con ơi thấy. Ê hề, ăn hết rồi. Cái bánh mì này dở quá cho nên ngừng tại đây. Ngồi lì đây luôn. Ngồi lì luôn. Là hát em. Mắt nữa. Nên là mấy cái đó thấy nhìn dưới mặt đẹp. Chân nó dài nó khác. Thấy ok. Mượn á, hiểu không? Có sao lắp về làm. Xong cho bà con. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi mọi người ơi. Bộ này đẹp quá, mắc quá. Đẹp đi. 8,5. Cái quần 6 500 á. Ừ. Đẹp chưa? Bây giờ xì tiền lên. Cái kiểu này sẽ đồ lòng. Để nè. Ôi vậy chút này chút kia đi, cái miếng miếng đi. Bây giờ xịt bên đây đúng không? Cái đó sụt la. Thì cái này hết nó lên. Thank you.
Ờ, dạ ở đây nè. Đó, thì em mới nói nè, ăn, quay ăn cái này. Thứ nha bà con, có con gấu nè. Nhưng mà... Thơm thơm. Cũng được. Thơm thơm. Ừ, nhưng mà đừng có bỏ ba cái kẹo ha, mấy cái ly chi được còn ok, với mấy cái kẹo này ăn không? Cái hiệu này nè, bây giờ mình lựa cái này nè, ha. Ừ, đó không có coi lên nè, bữa là em mua cái này quên rồi, bây giờ không nhớ, về thử lại, giờ phải lấy thử lại. Quay xong rồi chụp hình cho một cái nền. À, phải quay sát cho tao biết anh mua giày gì. Giày phải hiệu dục kia. Đó, dạo này đau lưng nhức cẳng, đau người. Đấy, đẹp, đấm không?